Ông Đoàn Ngọc Hải không đòi lại tiền, tiếp tục xây nhà cho người nghèo ở Quảng Nam. Tối 11 tháng 4, trên Facebook cá nhân của ông Đoàn Ngọc Hải đăng tải thư gửi bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My. Trong thư, ông gửi lời cảm ơn bà Huệ, cho rằng bà đã dám nhìn thẳng vào sự việc. Tôi nghĩ mọi việc đúng như chị đề nghị, nên tiếp tục xây ngay hai căn nhà tình thương cho bà con nghèo ở huyện Nam Trà My. Nếu cần gì thêm, chị cứ nhắn tin, tôi sẽ xử lý ngay. Tôi rất trân quý những ai mạnh mẽ, trung thực như chị, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết. Trao đổi Vietnamnet tối 11 tháng 4, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết, ông đã nắm bắt được bức thư không đòi lại xây nhà cho người nghèo ở huyện Nam Trà My của ông Đoàn Ngọc Hải. Theo ông Dũng, trước đó, huyện đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện làm việc trực tiếp và liên lạc với ông Hải. Thời gian vừa qua, mấy anh em trong huyện bận công tác bầu cử nên việc triển khai xây nhà người nghèo từ số tiền của ông Hải bị chậm trễ và không sao kê. Ngoài ra, các anh em có gọi điện với ý định để cảm ơn và báo cáo nhưng ông Hải không nghe máy. Ông Dũng nói. Ông Dũng cho biết, quan điểm của huyện là liên lạc lại với ông Hải, mong muốn ông Hải thông cảm và để huyện chỉ đạo sớm việc xây nhà. Nhưng nếu ông Hải cương quyết đòi lại tiền thì huyện Nam Trà My sẽ trả. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Nam Trà My trân trọng và cảm ơn những tấm lòng của các mạnh thường quân. Với bức thư của anh Hải chiều nay, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo chọn hai hộ có hoàn cảnh khó khăn sớm tiến hành xây nhà rồi báo cáo lại với anh Hải, ông Dũng nói. Chiều 11 tháng 4, ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, ông đã chỉ đạo lãnh đạo huyện Nam Trà My làm rõ việc ông Hải đòi lại tiền. Nếu sai thì xin lỗi, nghiêm túc rút kinh nghiệm, còn không sai, không vi phạm cam kết thì xin ý kiến người dân để trả lại. Không chấp nhận việc lợi dụng hoạt động từ thiện để xây dựng hình ảnh cá nhân, ông Thanh nói. Trong đó, ngày 10 tháng 4, trên trang Facebook cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã đăng bức thư gửi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My và thành phố Châu Đốc An Giang. Trong thư, ông Hải viết, ngày 2 tháng 3, ông đã chuyển cho huyện Nam Trà My và thành phố Châu Đốc mỗi địa phương 106 triệu đồng để xây nhà tình thương cho đồng bào nghèo. Dù đã 1 tháng 8 ngày, kể từ ngày hai địa phương trên nhận tiền, ông Hải đã nhiều lần viết bài cảnh báo, yêu cầu nhắn tin báo cáo tình hình xây nhà tình thương vì mùa mưa sắp đến để ông báo cáo lại với các nhà hảo tâm. Thế nhưng, ông chưa nhận được phản hồi. Ông Hải cho biết, việc xây nhà chỉ hết khoảng 15 ngày, hai địa phương trên đã vô cảm, vô trách nhiệm trước người dân. Ông Hải yêu cầu huyện Nam Trà My và thành phố Châu Đốc chuyển trả lại 106 triệu đồng để ông chuyển cho các địa phương khác làm nhà cho người nghèo. Bà Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My cho biết, số tiền ông Hải ủng hộ, Ban Cứu trợ Họp Thống nhất đưa vào quỹ chung, chia đều hỗ trợ cho các hộ làm, sửa nhà, phân bổ theo quy chế chỉ tiêu của Ban, hỗ trợ mỗi hộ 40 triệu đồng trên một ngôi nhà. Vì ông Hải gửi tiền ủng hộ mà không nói cụ thể xây hỗ trợ nhà cho ai, mấy hộ, bao nhiêu nhà. Mình nghĩ ông hỗ trợ chung vậy nên mới đưa vào cùn quỹ chung của Ban Cứu trợ huyện để hỗ trợ sửa chữa, làm nhà cho dân. Qua trao đổi bằng tin nhắn Zalo với ông Hải ngày 10 tháng 4, bà Huệ đã giải thích cho ông biết sự việc và gửi lời xin lỗi vì chưa thông tin kịp thời, mong ông Hải xem xét. Qua tin nhắn, ông Hải muốn hỗ trợ xây dựng hai ngôi nhà với tổng số tiền 120 triệu đồng. Hiện ông mới chuyển 106 triệu đồng, còn thiếu huyện 14 triệu. Ông nói sẽ chuyển thêm cho đủ. Ông Hải đã đồng ý và yêu cầu tôi tiến hành xây dựng nhanh hai căn nhà tình thương 60 triệu đồng và báo cáo lại. Bà Huệ nói thêm. Tuy nhiên, chiều 10 tháng 4, ông Hải tiếp tục viết tâm thư, quyết định sẽ không chuyển tiếp 14 triệu đồng cho Nam Trà My nữa và mong nhận lại ngay 106 triệu đồng, càng sớm càng tốt vì hai bên không hiểu nhau, để ông xây dựng một căn nhà 120 triệu ở thành phố Hội An, Quảng Nam cho ba người bị tâm thần tại nơi đây.